và diễn viên phim Lưu Trắng sau hơn 20 năm mang thai, Trịnh Kim Chi viên mãn bên chồng doanh nhân, Minh Thư là mẹ đơn thân ở Mỹ, U 50 nhưng vẫn cực trẻ trung. Hồi xưa thì nó vụn bẩm hơn chút xíu, thì lên hình nó hơi bọc hơn chút xíu, nhưng mà bây giờ thì lớn tuổi rồi thì nó cũng hơi hóp hóp lại, thì nó lại thành gọi là V-line. Trong Lưu Trắng, nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi vào vai người vợ táo tần của bác sĩ Thanh, cố nghệ sĩ Thanh Hoàng thủ vai. Lúc bấy giờ, cô đã là diễn viên, người mẫu nổi tiếng sau khi trở thành Á hậu Hai Hoa hậu Việt Nam 1994. Sau thời gian miệt mài đóng phim, Trịnh Kim Chi thành lập và điều hành sân khấu kịch mang tên mình. Cô còn hoạt động ở lĩnh vực thời trang, thường xuyên xuất hiện ở các sự kiện giải trí. Ở tuổi 52, nữ diễn viên vẫn hăng say hoạt động nghệ thuật. Dù vậy, cô vẫn dành nhiều thời gian vun vén tổ ấm hạnh phúc cùng ông xã doanh nhân và hai con gái. Trịnh Kim Chi được cho là một trong số ít người đẹp có được vị trí vững chắc ở làng giải trí. Diễn viên 7X cũng được đánh giá cao vì sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật vẫn giữ được vóc dáng, nhan sắc tươi trẻ. Đến nay, nhiều khán giả yêu phim Việt vẫn ấn tượng với vai bác sĩ Oanh do nghệ sĩ ưu tú Tuyết Thu thủ vai. Nhân vật này là một người bao dung, sống hết mình vì nghề, luôn phản đối cái xấu. Chính vì thế cô thường bị nhiều thành phần xấu cản trở trong công việc. Cô từng có khoảng thời gian tạm dừng các hoạt động nghệ thuật, tập trung buông bén gia đình. Song, khi các con đã trưởng thành, nữ diễn viên tiếp tục sống hết mình với đam mê diễn xuất. Năm 2016, cô được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Hiện tại, ở tuổi 52, Tuyết Thu được đánh giá là sở hữu nhan sắc trẻ trung và có cuộc sống viên mãn bên chồng và hai con. Nữ diễn viên vẫn hăng say với nghiệp diễn và được khán giả yêu mến qua các vai diễn. Trong Lưu Trắng, Tạ Minh Tâm vào vai bác sĩ Hùng, một người giỏi nghề nhưng vì đam mê quyền lực, địa vị mà cuối cùng hứng chịu thất bại. Đây cũng là vai diễn đầu tay của Tạ Minh Tâm khi thời điểm đó, anh vốn là ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc tính phòng. Sau Lưu Trắng, Tạ Minh Tâm vẫn tiếp tục hoạt động ở lĩnh vực âm nhạc và tham gia một số phim. Anh còn giữ vai trò dẫn dắt chương trình Chung Sức nhiều năm và xuất hiện ở vị trí giám khảo một số chương trình. Năm 2014, nam nghệ sĩ chính thức giữ chức vụ phó giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, đến tháng 11 năm 2020 thì về hưu ở tuổi 60. Hiện tại, ở tuổi 63, nam diễn viên đang tận hưởng cuộc sống viên mãn bên vợ và hai cô con gái. Sau Lưu Trắng, tên tuổi của Minh Thư mới được đông đảo khán giả biết đến khi góp mặt trong phim điện ảnh Gái Nhảy của đạo diễn Lê Hoàng. Trong phim, Minh Thư hóa thân xuất sắc khi vào vai một cô gái làng chơi mang số phận bất hạnh. Ngoài đóng phim, Minh Thư còn hoạt động với cương vị một vũ công, người mẫu, ca sĩ. Minh Thư từng kết hôn với người chồng kém 9 tuổi. Tuy nhiên, cô cũng rất kín tiếng khi dường như không chia sẻ về cuộc sống hôn nhân. Sau một thời gian, cô đã âm thầm chia tay và một mình nuôi cô con gái đầu lòng. Năm 2013, Minh Thư chuyển hẳn sang Mỹ để sinh sống và làm việc. Hiện Minh Thư sống cùng mẹ và con gái 11 tuổi ở Mỹ đã được 7 năm. Cô hoạt động nghệ thuật trên sân khấu hải ngoại. Chỉ khi nào rảnh rỗi cô mới trở về Việt Nam để dự một số sự kiện phù hợp. Bên cạnh công việc kinh doanh, Minh Thư vẫn nhận những show diễn ở Mỹ để kiếm thêm thu nhập. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những hình ảnh khoe dáng khiến người hâm mộ trầm trồ.